Em trai của nghệ sĩ Vũ Linh vừa bị bắt gây chấn động. Theo thông tin mới nhất từ một tài khoản TikTok của tên NTT vừa đăng tải, Công an quận Phú Nhuận đã ập vào bắt khẩn cấp nghệ sĩ Tiểu Linh để điều tra về hành vi cấu kết chiếm đoạt tài sản của Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tính đến nay, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới chỉ mất hơn 6 tháng nhưng gia đình ông liên tục gây tranh cãi về những vấn đề như con gái Hồng Loan của cố nghệ sĩ bị chèn ép, em ruột Vũ Linh muốn chiếm tài sản cho cháu ruột. Những ồn ào của gia đình cố nghệ sĩ liên tục nổ ra, nhận về nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa Hồng Loan, con gái Vũ Linh, Hồng Nhung, em gái thứ 6 của Vũ Linh, Hồng Phượng, cháu ruột Vũ Linh và Tiểu Linh, em trai thứ 7 của Vũ Linh. Theo như đoạn ghi âm, Hồng Loan đã hỏi Hồng Phượng, mày họ gì Phượng? Hồng Phượng nóng giận đáp, tôi họ gì kệ mẹ tôi. Tiếp đó giọng của bà Hồng Nhung lên tiếng, muốn chia tài sản cho con gái mình là Hồng Phượng. Chưa bao giờ nghĩ con là con nuôi. Đi tới đâu con cũng là con ruột thì bây giờ mấy chục năm nay con sống với gia đình. Từ bà nội đến bác tư, gia đình này đối xử với con như thế nào? Con phải nhìn lại, con nên nhớ tài sản này là của anh ruột của cô Sáu và chú Bảy. Bây giờ tất cả tài sản cô Sáu muốn con và Hồng Phượng đồng sở hữu. Ngay sau đó Tiểu Linh, người chú thứ bảy của cô đã lên tiếng gay gắt bằng thái độ đầy tính thù địch với cháu gái. Nghệ sĩ Tiểu Linh cho biết mình chấp nhận xét nghiệm ADN với một điều kiện rất bá đạo. Hôm nay coi clip YouTube, Tiểu Linh đã thấy Hồng Loan thách thức Tiểu Linh với một cái nhà thử ADN. Được rồi, bây giờ nếu mày thách thức tao thử ADN, tao chấp nhận. Bây giờ tao thách lại, nếu thử ADN mày không thuộc dòng máu họ Võ và nhất là dòng máu của anh năm tao, thì mày đồng ý bước ra khỏi nhà này với bàn tay trắng không? Chấp nhận thì mày lên mạng công bố cho cộng đồng mạng biết đi, rồi lúc đó tao sẽ nói chuyện với mày. Tao đã chấp nhận rồi, còn mày chấp nhận hay không cứ lên nói với cộng đồng mạng. Đã chơi phải chơi tới cùng, dám nói thì dám làm, người thật việc thật nói là làm. Chưa đầy 100 ngày mà mày kéo cả lũ lên nói xấu gia đình này nọ kia. Dù ổng có chửi tao với bà Sáu, nhưng ổng vẫn thương tao với bà Sáu. Tao chỉ nói vậy thôi, không nói nhiều. Mày nhớ lên công bố cho cộng đồng mạng biết, tao đang chờ mày. Đoạn ghi âm, ngay sau khi đăng tải, nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung, Hồng Phượng và Tiểu Linh tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ. Dù di chúc đã quá rõ ràng, tài sản sẽ để lại cho con gái Hồng Loan. Vũ Luân lên tiếng cảnh cáo Phượng Ve đừng giở trò bẩn thuê người hãm hại Hồng Loan, đã bắt tại trận. Hồng Loan gần đây bị người theo dõi, cô vô cùng sợ hãi, không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra. Vũ Luân nhận được thông tin đã mời công an vào cuộc điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an đã cử người theo sát nhà Hồng Loan để bắt được nghi phạm. Sau ít ngày, tổ công tác bắt được một nam thanh niên chừng 30 tuổi về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, nam thanh niên khai nhận tội và khai rằng Hồng Phượng chính là kẻ chủ mưu cho tiền anh làm những việc xấu xa. Anh nói chỉ muốn dằn mặt Hồng Loan chứ không muốn đụng chạm gì, nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt. Hồng Phượng 5 lần 7 lượt muốn hãm hại Hồng Loan nhưng bất thành, công an sẽ có một cuộc làm việc với Hồng Phượng và sẽ không để những tình trạng như này xảy ra. Vũ Luân đã nhận Hồng Loan làm em gái nên anh luôn nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ em đến cùng để ba nuôi Vũ Linh có thể yên nghỉ. Hồng Loan rất cảm kích, biết ơn và thương Vũ Luân đã luôn đồng hành cùng cô từ những ngày đầu khó khăn nhất. Sau sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, khiến nhiều người tiếc nuối, trong 100 ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi của ông đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ hạnh phúc thông báo tổ chức lễ 100 ngày theo đúng tâm nguyện của ba. Ba ơi, bình yên về đất Phật nhé, con Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Loan sẽ mãi là những đứa con ba yêu thương, con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba. Còn những kẻ xấu và dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, hãy để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật, anh viết. Trước đó, Bình Tinh cũng chia sẻ hình ảnh Vũ Luân tổ chức lễ cúng 100 ngày mất cho ba nuôi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Pháp. Buổi lễ được tổ chức tại một ngôi chùa trong không khí trang nghiêm ấm cúng. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng một số đồng nghiệp cũng đến tham dự. Dù có lịch đi diễn xa, nhưng cả hai vẫn đội khăn tang và nâng niu di ảnh của ba nuôi khiến nhiều người xúc động. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình của nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xen mộ cô không biết, không được tham gia. Vũ Luân cũng từng bức xúc khi tin đồn Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi bằng cách thuê đội ngũ livestream gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Tòa án xác nhận Hồng Loan không phải con ruột Vũ Linh. Đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến tranh giành gia sản của các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày càng thêm gay go khi có nhiều tình tiết mới. Cụ thể, sáng ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tổ chức buổi công bố toàn bộ tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Các đương sự gồm nguyên đơn, bị đơn, người liên quan trong vụ việc đều được tiếp cận chứng cứ mà tòa đã thu thập. Tại đây, phía tòa án cũng cho biết hồ sơ đăng ký khai nhận con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh hiện không còn lưu trữ tại đây. Tuy nhiên, nếu căn cứ theo sổ bộ nuôi con nuôi, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận xác nhận Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau khi thông tin Hồng Loan là con nuôi được đăng tải, phía mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng nhanh chóng có động thái đắc thắng trên trang cá nhân.
Theo đó, cô Sáu tự tin cho biết bản thân không có gì bất ngờ về thân thế con nuôi của Hồng Loan. Về phía Hồng Phượng cũng không ngần ngại gọi thẳng tên Hồng Loan trong bài đăng mới nhất với giọng điệu mỉa mai. Cháu gái của Linh nói, một câu hỏi lớn, tại sao đã biết mình là con nuôi mà lên mộ trước vong linh của cậu khẳng định là con chuột? Để tạo dư luận công kích, giày xéo, dẫm đạp gia đình trong năm tháng qua, mục đích của việc này là gì? Âm mưu này được ấp ủ từ khi nào? Tưởng như sẽ được ủng hộ, nhưng Hồng Phượng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Bởi theo những clip trước kia, Hồng Loan chỉ đang bức xúc về việc không được lo lắng cho phần mộ. Tuy nhiên dân tình lần nữa phản ứng trước ý kiến của Hồng Phượng, vì theo clip ghi lại trên mộ, Hồng Loan chỉ bức xúc không được lo mộ cho ba mình. Cô cũng nói từ trước đến giờ, ba cô chưa hề nói chuyện con nuôi con chuột. Thêm nữa, những ngày qua, sóng gió thị phi không phải từ phía Hồng Loan. Ngược lại, con gái Vũ Linh mới là người chịu sự chà đạp ức hiếp từ phía gia đình nam nghệ sĩ. Hồng Loan về Bến Tre nhận lại bà ngoại ruột. Được biết, bà ngoại Hồng Loan đã liên lạc với chị Ni nói muốn giúp Hồng Loan xác nhận là con ruột Vũ Linh vì quá chướng tai gai mắt với phía nội của Hồng Loan. Khi nhận được thông tin, Hồng Loan là người vui nhất vì cô cứ tưởng rằng mình không còn người thân ruột thịt nào. Ai ngờ bà ngoại đã xuất hiện và muốn bảo vệ đứa cháu gái này. Sáng sớm, Hồng Loan đã được chồng của mình chở thẳng về Bến Tre để nhận lại bà ngoại ruột. Cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau hạnh phúc vỡ òa. Hồng Loan chia sẻ thêm sẽ có một buổi livestream trực tiếp với khán giả, hé lộ những thông tin mới nhất và sẽ không để mọi người chờ đợi quá lâu. Gần đây, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải con gái ruột của cố nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, cha tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và tôi cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói, chỉ là con nuôi, tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Dù đã nhiều lần lên tiếng nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định ADN để xác minh Hồng Loan chính là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm DNA để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Việc xét nghiệm DNA đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu. Khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan, kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc, nam ca sĩ nói. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền, bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông bà nội không còn thì cần làm xét nghiệm với ít nhất 4 người anh em của bố. Trong trường hợp cụ thể là cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nên đưa cả 5-6 anh chị em của ông Vũ Linh đến để lấy mẫu xét nghiệm với Hồng Loan để kết quả chính xác được gần 100%. Các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu. Nếu ai ở xa có thể gửi 5 sợi tóc có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm 2 người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc với rất nhiều tòa án Hà Nội, tòa án thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có kết quả xét nghiệm DNA này nên hiểu rất rõ. Có trường hợp làm 4 người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và đến người thứ 5 mới ra kết quả, thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết.